Chào mọi người nha. Chào các bạn nha. Hãy quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Chào Kiệt nha. Chào cả mọi thứ nước ngoài nước. It's where's me. Nghĩa là sao? Chào bà nội nha. Chào bé Hà nha. Qua đi chơi vui nha. Đâu trả cái giếng cái túi. Ờ được. Được được kỹ chưa? Được kỹ đâu giờ đi trình kỹ rồi. Giỡn hoài. Tối gì tắm nha. Qua đi, đi chơi vui nha, sông nước rồi ha. Gì miền Tây hả? Dạ. Gì miền Tây hả? Hai vườn miền Tây hay gì ạ? Qua đâu vậy hả? Qua đi chơi đâu? Con đi Bến Tre chơi. À đi. Là đi ăn dừa hả? Bến Tre là đặc sản là củ hủ dừa nha các bạn. Đuông dừa. Đúng rồi, chị kiểu có bao đuông dừa chứ hả? Ngoe quẩy quẩy ghê luôn cô nha mà. Ngon lắm á, béo. Có ăn rồi, có bỏ vô nước mắm không? Có. Nhưng mà nó còn ngoe ngoe, con có ăn cái hai cái cằn không? Không, ăn sao được. Ăn cái hình mình không hả? Không, con lấy cái đôi đũa, con kẹp cái đầu nó lại, chén ra. Rồi có nuốt không? Không, con đâu muốn cắn cái con có ăn. Nhưng mà con không ăn cái đầu đâu có ăn được. Ý là nói là mưa rồi đó, chuẩn bị mưa rồi đó. Sướng à, chơi đi về Bến Tre. Chú ấy hả? Hả? Chú ấy hả? Chú thấy trên trang của cô Nhi, à cô ba. Thấy ca mà thấy ca chứ không thấy thấy ca cầm mic chứ không thấy ca, không có nghe ca. Có hình thôi à. Có rồi, có quay đoạn clip cho mình nó ca. Ghê. Dạ. Bánh xèo. Bánh xèo nhí ở địa chỉ 21 Đông Bắc Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha bà cô chú. Ủa mà hình như hôm qua không thấy Đông Anh. Nó bớt chưa? Bớt chưa? Không, chưa. Đúng rồi, con cũng xíu. Hơi gục ngã xíu. Đúng rồi đó. Về Bến Tre ăn gì ta? Về Bến Tre ăn đặc sản gì? Món gì? Đi ăn trái cây xong đi cưỡi ngựa. Ủa ngựa đâu ta? Ngựa thiệt hay là ngựa giả? À có. Con nghiệp mấy ngựa lắm mà nội lên xe đúng không? Nhưng mà nội không có nội nghiệp mấy ngựa mà nội đỡ giả chưa? Cái đường nào cũng cắt hết đuôi à? Chó cắt đuôi cho nó không đi, nó không đi bậy. Đi bậy rồi sao? Nói kể nội. Đoạn quên rồi, trời ơi. Ăn cái đó xong rồi chỉ là đi qua lò dừa. Lộn qua lò kiểu dừa sao á. Nó kể, nó kể hay lắm con. Về miền Tây là, về Bến Tre là ăn kẹo dừa. Không, à, đồ hủ dừa. Đơn của bé Hà. Rồi giải hỏi anh Tâm Anh. Là ai đặt đó? Ai đặt đó nào? Thank you.
cô kêu gì kìa? Mày đi qua đi ăn kia giờ sao? Mày đi qua uống trà mật ong khác mà. Nguyên cái ổ ong. Lại có ăn lúc nhúc 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 hả? Bắt cá sấu à? Cho cá sấu ăn hả? Sấu bự lắm. Không, cô ba này hỏi cái này giả hay thiệt? Giả rồi. Là cá thiệt hả? Không. Người ta nuôi hả? Người ta kiểu như người ta nuôi để người ta lấy da á. Rồi mày túi áo rồi á. Cá sấu rồi giờ ta nuôi nhiều rồi, ta lấy thịt là ít nhưng mà lấy da rồi á. Thịt cũng nhiều chứ. Ẩm thực là món từ cá sấu các bạn, ngon lắm. Mới mua thấy mùi á. Hai. Ông mai được tới. Ông lại. Ông mà sáng chế là nhạc này kia. À. Xong, nhạc sĩ hả? Nhạc sĩ hả? Ghê ta. Sáng tác nhạc gì? Cái ông đó. Quay đi. Quay lẻ họ bao nhiêu? Ừ. Đó, sáng chú Hà đi tối đâu đi. À xuống dưới đó hả? Đúng rồi. Tối mới vui. Tối mới đâu? Ngồi vô có ăn món gì không? Ở trong đó có tối nhiều món lắm á. Một bánh đặc biệt, một bánh xào da. Ăn gì? Như đi vô cái khu đó ăn gì? Hình như cũng có bánh xèo á. Ăn gì? Bánh xèo. Thật xạo. Mình đặt cái nhà bán bánh xèo ra đổ. Ê, bữa đó mưa quá trời mưa luôn á. Ủa rồi bữa đó là bà nội bán bánh xèo thịt vịt được mấy đáy? Con đi chơi về xong rồi con đi ăn lẩu gà, con biết đâu. Sướng dữ chưa? Hôm qua con bà còn chú hỏi Tâm Anh bớt chưa? Tâm Anh bớt rồi nha các bạn, đã đỡ rồi nha mọi người. Hơi đỡ thôi, còn à. Chắc là mưa rồi. Mưa chứ mà. Thank you. It was me. Đó không phải là tôi đâu nha. Ủa? Ăn bánh xèo hả? Bảo đang vô nữa. Ừ. Bảo như trà mi vậy đó, chết. Vô miền Trung nữa. Nhưng mà bữa đó con đi ở dưới quận nhất không ngờ. Lớn không? Có 2 tiếng hồ luôn. Xong rồi chú Hiếu mới chở xe tự chứ. Phải về cho cái khu đó, không cho xe hư vô. Nó đi bộ hả? Đúng rồi, đã hết mưa con có ra bộ, không phải đường bộ. Chở 2 tiếng phải đi ăn cái gì chứ, không lý... Đâu rồi. Đó. Vậy mấy người họ bán họ chán thiệt chứ. Lâu lâu có khách phải đi phố đi bộ xuống mà ăn được không? Ăn món gì? Mấy có ốc tiết rồi cũng nhiều món mà. Ăn ở đâu? Ăn ở trong đó luôn hả? Ăn khu đó luôn hả? Ở đây có bún mắm nữa.
bún bún gì mà bún của Sóc Trăng á, có đây heo quay rồi có cá lóc rồi là gọi là gì, bún nước lèo Sóc Trăng đâu kem. Thằng giang hồ thì chết. Trong anh nó còn hát mà, chú thấy nó hát mà. Đúng rồi, nhưng mà còn hát chưa? Nhưng mà nó hát trên thuyền luôn hả? Dạ đúng rồi. Hát bài gì, hát cái lương hả? Con hát bài Áo Mới Cà Mau nhưng mà mình rất ai quen trời. Nhưng mà sao lại có sân khấu mà có mít đồ hay vậy? Trên xe, trên cái ghe nó có chương trình đó hả? Vậy là đi tham quan cái gì bên đó? Mà đi ghe? Ở huyện nào? Bến Tre mà đi về thành phố Bến Tre là huyện nào? Bó Tài. Về Ba Tri hay là về thành phố Bến Tre hay là về cái gì? Dòng Trôm cái gì đó. Chết. Mình đi chơi là mình đến đâu là mình phải tìm hiểu liền cái địa danh đó. Có quay không? Tôi định quay nhưng mà máy không hết pin rồi. Chiều đang đẹp. Mấy con Ken, mấy con Trâm Anh, mấy con Kiệt. Trâm Anh đúng rồi, không pin. Quay đúng gì đúng hả? Bó tay. Quay chắc là không khí được đó thôi. Vậy là không có sự chuẩn bị gì hết à? Người ta đi chơi, người ta chuẩn bị rồi à. Pin đồ phải no. Chứ quay linh tinh rồi đường xong rồi là tới cái địa điểm mà mình cần quay rồi không quay được, thật là đáng tiếc quá. Thì cái bánh xèo này là 35.000 nha các bạn, bánh xèo. Ủa cái này là đặc biệt hả bé hả? À, 50k nha mọi người. Nhưng mà công nhận là bữa mà con đi chơi á, trời mưa giả mang thì á. Nên mà con đừng đi chơi vào cái giờ đó nha. Con đi chơi là trời mưa á. Đi mà. Lâu lâu con mới đi chơi, con dắt có một ngày thôi trời mưa. Không phải, giờ con. Giờ con đi ít quá, ít đi quá. Con đi thường xuyên á, trời không mưa. Kiệt. Thấy chụp hình chụp ảnh quá trời quá đất luôn đó các bạn. Thấy có cầm mic nhưng mà không có hát. Đó là nó chụp hình mà đâu thấy mà nó quay video clip đâu mà. Tao đợi đó chú coi kỹ lại coi, coi lên lại cái trang cá nhân coi. Bây giờ là 17 giờ tối thứ ba nha bà cô chú. Hôm qua bánh xèo nhí nghỉ ngày. Nghỉ ngày thứ hai nó quay gì? Quay công già. Ôi thôi. Chứ con không thấy cái video hả? Không thấy được tựa đầu video hả? Bánh xèo nhí bất ngờ nghỉ đầu tuần. Hà Anh và cô ba lại đổ bánh xèo lại. Ủa nào? Ủa clip này là ông nào vừa mà? Lại đổ bánh xèo lại. Lại đồ bánh xèo lại. Hiểu không? Hiểu không? Tức là đồ bánh xèo rồi, giờ lại đồ bánh xèo lại. Mà hôm qua hình như cũng có mưa phải không? Đi bên đây về mưa không? À dưới bên đây không mưa hả? Đi mấy giờ về?
sớm. Đi bằng phương tiện gì? Đi máy bay hả? Đi xuống sân bay Bến Tre hả? Hay là đi thuyền trên sông Sài Gòn? Ủa, mà con đi về Bến Tre là đợt này là đi về mình có đi qua đò không ta? Qua ghe không hay là qua phà không? Đò rồi hả? Gọi đò ơi. Xuống hả? Xuồng thúng hả? Lắc hả? Nói giỡn nhớ hỏi thăm bé Hà hôm qua bánh xèo nhí nghỉ nha các bạn. Không biết là hôm qua ông bà cô chú có ai đến ăn bánh xèo không? Mà nếu ông bà cô chú có đến ăn bánh xèo thì cũng có bánh xèo để ăn đâu. Bởi vì hôm qua bánh xèo nghỉ mà các bạn. Cái Hà nó chưa thiệt á. Cho nên ông bà cô chú cứ ăn bánh xèo cứ phải gọi điện thoại trước nha mọi người. Đó. Số điện thoại là 0938728828 nha các bạn. Còn nếu một người đến trực tiếp lỡ mà không có thì có nghĩa là bữa đó nghỉ đúng không? Còn bữa nào có thì mình ăn bánh xèo. Mình ngồi bánh xèo. Cái gì vậy? À, đúng không? Hai quả bánh xèo con. Nó bệnh mà hôm qua nó quậy dữ hả? Nó hát dữ hả? Thấy mic cầm mic đồ hát quá trời luôn. Mà không thấy anh hát, anh kia hát. Nhưng mà con Đông Anh nó hát bài gì? Do không có quay clip chứ không biết. Bé Hà đang chạy deadline nha các bạn. Nó chạy deadline đó là nó chạy nó tranh thủ nó đi quẩy. Chứ cô bị con nè. Cái bữa 20 tháng 10 đó mà chú Long kể cho chú á là bánh xèo thịt vịt á, là chú mua sau khi chú mua hai cái thì hình như bà nội bán thêm được một cái nữa. Sao? Là nói chung là tổng cộng là bà nội bán được lúc 7 giờ chú Long về là bán được 3 cái, ghê không? Chú Hà chú về liền mà. Chú Hà con đi xíu là chú về à. Bữa đó 20 tháng 10 chú đi công việc mà. Ô. Chú con đi chơi, con chú không biết đi chơi á. Đúng không Kiệt? Không có nói gì đâu. Để mà ai thì anh chơi. Tao đưa clip mà đâu anh nó hát như vậy con hát rồi. Là có nhiệt nhạc cỡ đó. Nhạc chú không sợ bản quyền thôi chứ con sợ gì. Con có vô comment đi được à. Con với vô comment rồi. Vô comment gì? Comment rồi. Bánh xèo ngon quá. À, cho mình hát hay quá. Ủa cái gì? Cái gì cho chú coi thử. Cái gì đây cái gì? Bút hả? Ôi giời ơi.
bút mà nay chế là cây bút vậy luôn hả? Nhưng mà nãy giờ bán được không? Ê, Kiệt nó vô nó đồ bánh xèo nha bà cô chú ơi. Lại coi Kiệt đã đổ bánh xèo không bà? Hồi sáng đổ rồi hả? Hồi sáng hả? Chưa. Đổ tới bà nội lúc bà nội đổ hả? Con đổ mất. Theo mình khảo sát thì số lượng mà ông bà cô chú thích ăn bánh xèo thịt vịt cũng ít nha các bạn. Bởi vì nhiều người cũng không thích số lượng thịt vịt. Ai nhắn tin trời? À, nó lựa cái hình rồi. À, ủa mà nó hát cho ai nghe vậy? Hả? Hát cho khán giả coi hả? Đúng rồi. Mà trên ghe đó là người tôi bố trí cái đó để cho hát biểu diễn hả? Ai thích là hát hay không? Dạ đúng rồi. Không ai ai lên ghe đi đâu không có là hát. Chỉ có gia đình con thôi ạ. À. Vậy là đặc quyền luôn. Ghê hả? Là trên ghe đó chỉ có một mình gia đình con đi thôi. Ghê. Ghê chứ hả? Mấy người? Bình thường mà. Bao nhiêu người? 11 người. 11 người hả? 11 người luôn. À con đi tem với cô Ngân hả? À. Nó hát bài gì vậy? Nó hát bài gì mà nó hát bài gì mà nó khóc dữ vậy? Trời ơi con này. Con này nó hát vậy là gì nó bệnh nữa rồi. Nó hát khan tiếng luôn à. Trời ơi rồi bà hát của con đâu? Có ai quay cho con đầu hát chứ ai đây quay con quay á rồi lúc con hát có ai quay hết đúng là bạc bẽo là... cái nước ta sông gì ta sông này sông gì sông tiền sông tiền hả như là vậy đó. Phải không kỳ quá Kiệt nó làm mà dám nó lắm dần mặt chị hai đó nha. Hiện tại trên bàn là có 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cái nha bà cô chú. Mười lăm cái rồi đó. Ộp hả? Thì 15 cái là ộp rồi, đúng rồi. Ộp một cái. Sao trời làm gió thì con thuyền này lửa làm gió.
15 cái mình tạm nghỉ xíu nữa bà cô chú vô ủng hộ cho. Bữa nay thấy tình hình là đầu tuần nữa các bạn, thứ ba mà. Bây giờ hiện tại ở trong có 2 khách. Rách. Ghê, ghê. Ghê. Ở đây có chỗ chỗ nào hả? Bình thường, bình thường. Kiệt nó đã đi ăn hàng rồi. Rồi, xả thêm cái nữa. 1, 2, 3. Xả 3 cái. Cái xả rồi, bây giờ rồi chờ thêm cái nữa xả nữa để làm các bạn. Bây giờ là 7:15 rồi mọi người ơi. Đó. Không. Này về nhà ngủ. Ghé coi thử bánh xèo nhí bán chưa. Thông báo cho bà con chú tới ăn bánh xèo thôi. Dạo này trời mưa trời gió, bánh xèo nhí bán hơi rắn nha các bạn. Với lại bánh xèo nhí dạo này nghỉ cũng đều đều á. Hai bữa rồi ạ. Mới nhớ nghỉ một bữa nào này nè. Đúng không ta? Đúng rồi. Hai bữa đúng rồi. Kiệt, mua gì vậy? Chà bông hả? Em làm gì ghê hả ta? Làm gì? Không có thể mối không mà. Mối luôn hả? Đúng rồi. Nói chung là kín bàn, bánh xèo đầy bàn nha các bạn. Thôi, rồi tạm thời là 1, 2, 3, cái thứ 3. Xả xèo. Trường bà cô chú tôi ăn bánh xèo. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vậy? Hơi lạ quá à. Vô duyên quá. Vậy, giống lắm rồi đó nha. Mới tạo gì hả? Sao có chấu hạt em? Thôi vừa hát rồi. Vừa hát bù đi. Đang quay luôn này. Hát cái bài mà hôm qua hát trên ghe đó. Cái bài áo mới màu đó. Ừ. Tức là thuê nguyên cái ghe. Trên ghe đó là... Thuê cái ghe chú Hà. Hồi nãy chú nói gì rồi? Trên cái ghe đó. À, ý là mỗi gia đình là một cái ghe đó. Còn nếu là vậy á, con chỉ biết trên ghe thôi. Nhưng mà ý trên ghe đó hôm qua là chỉ có gia đình con hay có gia đình nào khác không? Gia đình con ôm cái ghe đó rồi đó. Mấy gia đình khác cũng là 2-3 người cũng là cái ghe luôn
bé Hà này nói gì vậy ta? Ý nó trên ghê đấy. Dạ. Còn có gia đình con, còn có gia đình khác không? Không. Thì vậy là cái ghê đó là riêng gia đình. Không phải là thuê. Ông thuê là mua vé. Mua vé nó tính tổng cộng hết tàu quán luôn á, mình chỉ là chống là ăn mình trả tiền. Ừ. Trước là mình tự lấy tiền luôn. Ừ. Là cái ghe đó giống như nó vận chuyển từ từ đất liền ra 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 quỳ gì? Ra quỳ ra khu khác. Khu khác nữa hả? Dạ. Khi mình chơi xong mình cái ghe lấy đó mình. Hiểu chưa? Khó hiểu luôn á, hiểu sơ sơ luôn á. Bé Hà càng dạo này nó càng ngày càng khó hiểu nha bà con chú. Rồi, bỏ cái quan giai đoạn đó vô giai đoạn hát coi. Có hát dở. Rồi vô action. Vô 1 2 3 vô 2 3 vô 2 3 uống. Ừ 2 3 hát. Rồi 2. Rồi bên luôn. Bớt giỡn đi. Hát nghiêm túc ơi, hát nghiêm túc nghe ơi. Ủa cái xe này của ai? Ở trong đó à. Ủa còn khách không hả? Nhẹ nói cả màu xa lắm. Ở cuối cùng vang đổ thiệt nhà. Ngại chỉ được xa hồn thôi. Về để nói với nhau mấy lần. Xuống mái dèo sông ông nông. Đêm trắng kịp tới chỗ cả. Ủa người Tiền Giang không dễ thương hả? Người Tiền Giang không dễ thương vậy? Nhưng mà ý là tiếp đi. Bên đây bé Hà là chiếm sắm của ông Tâm Anh nghe mà đúng. Kiệt vỗ cái bóp đó, đó rồi vô đội dòng cổ rồi mới hay dòng cổ cái bài nó... cái bài áo mới Cà Mau nó hay không à, là cái đoạn dòng cổ đó. Lúc đó còn biết hát mà hát giùm con đi. Thôi chú cũng không biết hát. Mà nói chung là bữa nay là mấy Hà nó chiếm sóng của ông Tâm Anh. Rồi bây giờ nó đỡ chưa? Giờ nó đỡ chưa? Đúng rồi, hồi đỡ. Giờ nó làm nào? Giữ em hả? Cô ba đâu mà giữ em. Có cô ba mà. Cô ba đi hả? Dạo này cô ba hay đi công tác. Mấy Hà là hay đi chơi nha các bạn. Đâu, bữa nay cô ba đi công việc có đi chơi đâu.
qua đây của mình hả? Dạ, đi công chuyện ở đâu. Đúng rồi, có ba con trẻ phải đi đây đi đó rồi biết. Đây với đó đi Cali nè, đi Paris nè, đi Bali nè, đi Somali nè, đi trời giới hạn. Nhưng mà đặc biệt là bây giờ bánh xèo đang ở trên bàn đây, bà cô chú. Đây. Còn y nguyên nha, nãy giờ là 15, 16, 17 cái. Còn y nguyên nha các bạn. Hôm qua thứ hai khách tới em bánh xèo quá trời quá đất luôn. Trời ơi. Ta nhắn tin chú tôi hỏi, ủa sao nó bánh xèo nghỉ? Rồi không biết nữa. Qua trời mưa buồn quá nghỉ xả đi, đi xả xuôi đi 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 công tác. Ghét. Kiệt miệng mồm. Ê kiệt cái đầu của Kiệt nó bị thẹo thỏ đầy đầu không? Đó. Cái đó là hồi xưa là chắc bị ai dắt đá bia hay là té. Không phải đâu. Chứ sao? Bị phạm á. Ta hớt tác bị phạm à? Mắc đền. Ôi cái đầu tôi đẹp như này, hai sấy như này. Và cuối cùng hớt ra thành ba sái nha các bạn. Đâu con nhìn lên đầu coi. Ba cái chỗ, ba cái lỗ. Ba sấy. Rồi có hát nữa không? Không hát nữa, tắt nghe các bà cô chú. Tạm biệt mọi người nha. Ủa, tạm biệt sớm mà. Nha, đợi xíu đi, cô bán được nhiều bán. Thôi, thôi dán nha các bà cô chú. Ba chảo thì hồi nãy đổ ba chảo là bây giờ tắt bếp hết ba chảo rồi. Còn bây giờ là khách không có, ở trong có một khách. Biết hả? Hai khách, đi một xe này. Hai khách. Còn trên bàn giờ còn 17 bánh xèo nha các bà cô chú. Còn với Hà thì nó đang đợi khách. Ông mua một cái nha các bạn. Vẫn còn 15 cái còn nguyên. À 17 cái nha. Đây. Đang cùng với bánh xèo nhí bán bánh xèo lai gai. Có tiền cho ông. Bên vực bên trời biết không? Bài hát hot trend luôn á. Đấy về tập hả? Chưa hát được. Bên vực bên trời. Bây giờ chú đi coi mấy chú Quang Linh Vlog rồi hả? Là bây giờ bật Facebook hay YouTube là đều nghe bài hát đó luôn á. Dạ đúng rồi. Bà... Cũng hơi coi vậy á. Ừ. Hơi coi. Bài đấy em hãy nghe bài hát bài đó kẹt. Bên vực bên trời á. Bài của chú Lê Bảo Bình á. Hay lắm. Bé Hà nó vừa mới hát cái bài Vây Xe nha các bạn. Vây Xe. Bài gì? Bài gì? Vây Xe hả? Mới hát bài gì đó? Thì hát đi ngay. Mấy Hà chị hai nghe chị hai chị hát dữ lắm kìa. Mà giờ lên máy không hát không? Kỳ cục ta. Bây giờ con hát một bài là bánh xèo nhí là bây giờ là khách tới ập luôn á. Đang chờ hát á.